giời, đẹp quá nhỉ, mịn màng quá nhỉ. Cây này nó nhanh đẹp thế nhỉ. Cây này thế. Đầy đặn nhỉ. Bây giờ nó chỉ có già thì có cắt thôi mà nó sẽ sổ ra. Đấy, fan hâm mộ nào lại gọi. Nó mang một túi rồi đấy, nó xem nó để đâu đấy, nó đưa đâu rồi mà. Đẹp quá. Cái trắng trắng này là cái gì đó? Túi cái gì? Chả biết, tự nhiên ở nhà tao nó cứ thế, cây nào thế thì xem. Đây là tưới phun thuốc à? Phun làm gì thì tự nhiên phải xanh cây đẹp phun thuốc. Đấy, đây là nước gì, đây là bí quyết gì? Dối mày làm cây nào thế, phun kéo, giả hơi phun thuốc. Mịn màng ấy nhỉ. Chà. Thích cây này thật. Vào phát là thấy luôn cây này. Quay một cây đi. Hả? Quay một cây đi. Ôi, phải quay hết chứ. Quay nhiều quá, quay đi quay lại là kìa. Cái em ơi, bọn nó từ anh em nó thích xem lắm chứ. Ủa cây này. Bóng dáng vào cái nhìn nó thụ nhỉ. Nhanh. Bây giờ là nuôi sổng đấy, nuôi nhanh. Chắc bây giờ chết phải cắt. Nhanh thật. Hôm trước sang nó phôi lắm. Người chắc từ giờ đấy nó có bóng miếc này nhìn sướng này. Chắc từ giờ Tết khi mà cắt để nó đẩy. Ghê gớm này, con này lại sau kinh hơn con này. Hả? Con nào? Con này. Sau này được không? Quá. Nếu mà con này mà dễ mà to như các cái loại. Ôi trời ơi. Nhưng mà bỏ tiền đâu? Con này mà được đôi nha. Tao có một đôi mà. Nè, cái này đâu? Góc bên kia còn đẹp hơn con này. Kìa. Con kia nó chân bẹo đẹp hơn con này. Nhưng mà chắc là nó không mập nó như chưa được mịn về tao bây giờ mới được nuôi rồi. Thế con này ở giữa hai con ở hai bên à? Tao có con ở bên kia góc kia nó còn đẹp hơn con này, nó dài hơn con này còn rất nhiều lần. Đợt trước lên không thấy thích lắm, bây giờ nhìn cái này có khi thích nhất ở đây ấy. Chỗ này mấy nữa tao đóng hết các cái mầm này vào đây tự thở tự con kéo sổ. Tự kéo ra đúng không? Tự nó kéo nó cho nó không bị trơn. Sau này tao đóng hết các cái này vào chỗ này đóng chia đều khổ độ mấy mắt. Vì cái chỗ đấy nó không có ra mắt. Cái này chắc chỉ tầm mắt bên nó có đẹp hơn rồi mà. Có đơ, chắc chỉ tầm khoảng 70 phân đấy nhỉ. 7-80. Xong rồi đấy. 70-80 phân. Tức là quả phúc đấy rồi đó. Vâng, đấy. Làm khéo nhỉ. Trăm cây nào mẫm cái đấy. Mày có thích không? Con này nhưng bọn mày thích có thích chưa? Chờ thích. Con này mày bỏ có giá trị không? Ủa, cái này nó giá là ở mày, giá trị là ở mình đấy. Mình theo như mày bảo con này nó có giá trị không thì bây giờ đợt trước lên thì không thích cây này thế nào. Giờ thích quá. Sao này không thích? Đợt trước nhìn nó cảm giác nó còn dang dở quá nhưng giờ nó sao nó nhanh thế nhỉ? Bác làm tay cành nó đầy đủ hết. Mà cách đây có mấy tháng mà nó nhanh mấy nhỉ? Mấy tháng cho qua mày không để ý đấy. Làm gì có chuyện mấy tháng. Trước sang làm quá thì có tay cành gì nhỉ? Chờ qua mày không chưa có bông tán gì. Tao mua có 9 triệu 4 năm mẹ tao mua được mấy tháng còn có đưa đến giả tao 100 triệu đồng bán. Con này là cũng hạ từ cây mẹ ra đúng không? Một cây cắt ra lấy cục dưa. Lấy cục dưa. Thế nó mới thế này mẹ thích cắt ra lấy đúng cục dưa bỏ đầu bỏ tít tít. Thèm nó điêu mày ở bên vườn là giúp cản lấy bao nhiêu người chứng kiến. Nghe là biết. Con này tao nói mày 5 năm nữa xem. Sau khi nó bắt các con này nó to hết nha, tao chặt đi bắt đầu xong này dễ giải trên mặt. Nó lại xòe ra nó đúng không? Thôi rồi. Về con này thì không còn tàn nhưng con này nhìn mà. Con này biến đổi chóng mặt. Gì cơ? Con này là biến đổi chóng mặt. Con này thì nó ổn định rồi. Đẹp thì cũng miễn bàn rồi nhưng mà con này nhìn đập vào mắt là sướng. Thời gian nữa lên lại thấy. Con này là dạng như Việt Nam chưa ai có đâu. Chưa thấy, thua chưa thấy. Trên bẹ thôi. Chưa thấy, đúng chưa thấy. Xanh mà. Nói mày bẹ. Kể cả không cần đóng này, trơn này vẫn đẹp. Dạng khác gì cây thế giới đâu. Thế. Thế giới đã có cây nào thì bẹ to mà khẩu độ lùn không? À Việt Nam. Lên đây chắc chỉ tầm 70-80 phân thôi nhỉ. 7, không quá 70. Không 70 đâu. Này, cái mặt chỗ này. Sướng này. Làm cây hay thế nhỉ. Đánh ở đây. Đánh ở đây. Nói mấy bên các cái mầm thở này thằng nuôi hết năm nay sang năm tầm chặt đi rồi nuôi thì
mặt bên kia nó còn đẹp hơn mặt bên này nhiều. Mặt bên nó gai. Vâng, vừa nhìn thấy rồi. Khiếp, cái sẹo nó líp dã man nhỉ. Nó bò khiếp nhỉ. Đẹp quá. Cây đa này ít này. Đa, kiếm được cây đa đẹp khó. Đây đẹp. Con này của tao mới gọi được 5 năm, à được 4 năm. Xin thưa mày, con này của tao mà gọi 5 năm nữa thì nó là dạng. Bao giờ dễ nó to, tao chặt ra thì dài thì trên mặt thì lại nhanh. Dài trên mặt chỉ 5-6 tháng là tao là đẹp. Thèm khát nhỉ. Nhìn thèm khát nhỉ. Thèm khát thật. Con này của tao thì thèm khát. Tao mua mà tao cắt mà coi như người nào cũng choáng. Choáng đúng không? Một cây cao tầm 1.5 m tao cắt tao lấy đúng có khúc giữa. Tao mua cái cây của 9 triệu ở bên kia độ tầm 1.5 m. Nhưng cái kia là vứt đi hết đúng không? Không lấy một tí gì, chỉ lấy đúng có một cục không. Còn các cái tay này tao tự tao về tao nuôi nó ra hết. Để... con này mà giờ ra thị trường thì có cho ra không hay là không nuôi đấy? Nuôi ra sao được. Loại này bây giờ ra thì phí tiền. Cơ bản là không thiếu tiền đúng không? Không phải là không thiếu tiền mà bây giờ nó chưa ra ăn thua. Cây này à, một cây ở góc kia đúng không? Nhưng cảm giác cây cao hơn cái này chứ? Lùn hơn nhiều. À lùn hơn. Cây bên đấy nó còn lùn, nó kém cây này được 10 phân. Còn này nhưng mà làm xong rồi chịu khó cho đi chơi tí. Bây giờ làm xong thế chơi. Này một thân cốt già khiếp nhỉ. Cái đấy thì mặt bên nó đẹp hơn. Mặt bên đẹp hơn nhiều. Già nhỉ. Nhưng mặt bên cái đấy nó ghê gớm đấy. Mày lùa bên trên kia một con. Vâng. Mặt bên nhìn nó ghê gớm. Đứa nào chẳng thể bỏ tao bán đi đâu mà. Mặt bên nó kinh. Chảy xị ra nhỉ. Đấy, hôm này là bà đang học bác làm cái lối làm bông làm răm này, nhìn không? Thế đang học dần. Con đấy kiểu con kia không nhỏ đấy nhỉ. Con đấy tao này nó kiểu dáng như kiểu tiên não dáng đấy, đấy đấy. Mặt bên nó còn đẹp hơn mặt bên này. Mặt bên đẹp hơn nhiều. Mặt bên có được đảo vế. Hôm nay thì mới mềm mại rõ ràng hơn chứ tiên não dáng trần nó nói. Thực ra nói thì hơi khó nhưng mà nó đấy, ý là mình lối mình làm nó uốn nắn từ bé rõ ràng. Rõ ràng từ bé. Cái cây quý thì mình không phủ nhận đâu. Đấy, mua có 9 triệu. Tao cắt ra tao làm. Dạ. Hắn có ít đam chốc mai em đến lúc nào đưa bánh em đưa cho, nó chỉ được độ đôi trăm thôi. Nó chỉ có độ đôi trăm thôi, mai em đem bánh em đưa cho. Vâng, em nhặt rồi. Vâng. Rồi, ok. Có cây này với cây kia nhỉ, hay được đi chơi nhỉ. Còn đâu là con này thì nó như con biển. Chưa xuất đầu lộ diện. Đấy, nó làm bông răm này. Nhịp đầu tiên phát là phải chuẩn. Đấy, sau bắt đầu rẽ ra. Cất giật đấy. Con đấy tao tính sau này là cắt tiền theo vách. Con đấy tao luôn dự tính là sau này tao làm xong một nghịn nó phải có một quả đất. Con nói này tao có sợ quả đất chưa chắc nó vừa.
tròn như quả đất đấy. Đấy, lúc đấy là vì cái dáng nó không có. Đấy. Hả? Đấy, còn nó điển chỉ hình thành rồi đấy. Một lần nữa ở đây là có bóng dáng ngon rồi. Chỉ mấy tháng nữa người ta cắt giật đi là xong bên này. Đấy là sáng mà. Cục đấy sáng sủa. Cục này tao mua có 4 triệu thôi. Cục của Khánh. À. Khánh được vừa rồi thấy bảo lại thanh lý đâu. Tôi nói thế là mày biết. Nên Trần tao mua của Khánh. Đúng rồi. Nói thì Khánh thì mày còn lạ gì. À. Khánh được vừa rồi bán cây khiếp lắm. Bán được nhiều lắm. Sau này con này tao mua có 15 triệu, sau này con này tao làm đi ghê gớm. Con này của tao mới là con kinh điển. Kiếp. Nhưng mà mua lâu rồi đúng không? Mua được 2 năm rồi. Đấy, cái lúc đấy ghê nhỉ. Mày nhìn con này của tao, bây giờ mày bỏ trên con này đến 300 rồi. Mày bỏ nó như thế này. Kinh. Bệ bại. Bệ bại nó chảy ra kiếp nhỉ. Vâng. Vàng ươm và vâng. Đợt này cây của bác sáng lắm, vàng. Mày bảo nó như thế này, mày bảo sau này làm xong còn chưa đến 50 phân. Nói về sở hữu chắc có khi bác hàng đầu đấy. Sở hữu đội kia nó về nó bán hết ngay. Bán thì chứ nó đi làm tiền thì tao có làm tiền đâu mà gì chả thế. Chơi nhưng không phải đi làm tiền cây đâu, mua để chơi thỏa mãn đam mê chứ phải đi kiếm tiền với cây. Đấy. Hiểu chưa? Vâng. Không có cái cốt nào nó đều đều tí để mày xem mày cả con kia một con ở góc kia của tao này hai con đấy mày về ra chỗ đây mày xem mày nhìn không cần xung quanh. Hai con này đi ra đấy phát. Tao đừng vít cái dây kìa, mày đi hướng cái dây nhá. Vâng rồi, nhìn thấy dây rồi. Cây đấy, cái mặt bên đấy nó còn không đẹp một mặt bên này, tao không thích. Cây ở góc này gì? Cây góc này đúng không? Thì đấy, một cái nhìn con góc của cái con bên này là tận. Khiếp rồi. Già, riêng già nó chùn hết lại rồi. Con này, mọi người nhìn con này, bằng bên này, bằng kinh điển. Quan chức đại thụ. Con như thế này, sau này cây này tao làm xong không quá coi như là 3 phân. Đúng rồi, không đến 3 phân, cây này chỉ tầm 28 phân đổ lại. Tao làm cây này không quá 3 phân, một con trực, con 3 vai, con 3 thân. Con là hàng kinh điển. Sau này cổ phúc của tao mới chỉ có đến đây thôi. Đây là cái ngọn, đây cái này tao bỏ đi, tao lấy cái mầm từ bên này. Okay. Cắt, cút, tao lấy từ bên này. Nói này. Con này cây si kia thì đẹp. Si nó kém. Nhìn đi. Đấy. Nhìn thế thôi. Hả? Đẹp quá. Đẹp. Khủng khiếp. Nhìn lại về vườn mình lại thấy chán. Mày cái đấy thì mày làm sao mà mày gọi là chơi được. Mày chơi thì cây đấy. Cây của mày trước mặt mày đấy, kinh nghiệm. Đây đi. Chơi thì mày chưa được chơi. Này gọi là viết sách quốc tế được đấy nhỉ. Hả? Viết sách cho quốc tế nó học được đấy. Hả? Viết sách cho quốc tế nó học được đấy. Cây người ta làm nó dạng cho kiểu nói bóng cho thế giới. Mày đi lựa lên mày nhìn cái con trực này nó kinh điển nha. Mày đi lựa cái này mày nhìn mặt bên rách mày nhìn
cây cành con ngói này nó phải nó cực kỳ điệu đà, mặt bên nó mới là kinh điển. Mà cái đi lựa cây cành con nằm nó điệu đà. Chứ không phải là cây cành nhẹ như người khác. Con này người ta sẽ lại nhiều tiền này. Dưới kia thấy hòm hòm nhiều lắm rồi. Dưới kia thấy toàn đồ hòm hòm rồi. Con nong đấy tổng. Phê quá. Chắc không chịu nổi. Xem càng chết giờ. Về lại suy nghĩ tiêu cực chết. Lại nghĩ thấy cây mình chán quá vứt đi hết chết. Đấy, đợt này thấy con này nó bắt mắt quá. Con này tao chặt. Tao bắt đầu tao để nó nuôi sổ này. Giờ này là tao lại nuôi sổ. Chặt tráng thì tao lại nuôi sổ. Để cho đậy. Đấy, cái gì đấy? Rồi, cảm ơn anh em nhé. À mà anh em nào có muốn đến chơi thì có cho đến không ạ? Thế biết thế đã nhỉ. Rồi đội thiện trí lại ra chứ hơn ai thôi. Cũng khó. Đi dưới đi tiếp. Đẹp quá. Phép kết thúc video ở đây. Không chịu nổi nữa. Đẹp quá.